Dạ, mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đạt Nguyễn Official. Mới đi trong cái Asian Mall của Minnesota các bạn. Thấy được cái chiếc Cybertruck, mà chiếc này rất là của Việt Nam nè. Tại vì cái khu này là khu của châu Á rồi, thì không phải của Việt Nam thì là cũng của châu Á các bạn. Cận cảnh sẵn đây review thử cái chiếc xe Cybertruck này nó như thế nào ha. Thì mình có ly Cali mình cũng ra review sơ, tại vì không có thời gian các bạn. Thì sơ lược đi, đi rảo một vòng các bạn. Đây, nhìn đây cận cận từ từ đi, rồi mình review thử cái dàn body của nó như thế nào. Đó, cái xe nào, cái xe mà nó bự như xe tăng luôn ấy. Không có chủ ở đây các bạn, cho nên mình không có rờ, mình không có gõ, mình không có bóp, mình chỉ quay vòng vòng cho các bạn coi thôi. Chủ để cái xe không rửa luôn. Ok, đó là xung quanh của xe, đừng có đụng xe của người ta rồi đó. Ok các bạn, rồi bây giờ mình ra trước mình coi nè. Thứ nhất á là cái bánh xe mà nó bự như bánh máy cày vậy. Bánh xe không biết có mấy chục inch ta, biết có để đây không. Mà vỏ xe là Magin USA ha. Đó, chưa chưa có trục nó xếp là sao này. rồi trục xét nó bung trục rồi ha. Rồi kệ nó đi, vỏ nó nhiêu anh kệ đi, không thấy được. Thì chiếc xe này á thật sự là nó không có đẹp các bạn, nhưng mà người ta thích là cái không đẹp nó đó. Ok, dưới đây thì có cái bằng ngủ ha, rồi cái vàng này nè. Ông mình đứng gần á là nó mở đèn nó kêu mày biến á đó các bạn. Vàng xe này là inox nha, inox cứng lắm á. Ok, đó nó là nhìn nó là ịnh lên thôi, nhưng mà cứng lắm đó. Thời tiết của nó kìa, khi nóc của nó dày sợ thấy thấy dày không, nó dày dữ lắm, có thước đo là biết nhiều. Cái này này nó ở đi đi dữ lắm nè, đi tiêu tối đi hôm cho nên xe dơ không rửa nè. Xe vô rửa chắc không có chỗ mà rửa nè, bự quá. Đèn của nó nè nhìn giống như là không có đèn nhưng mà nó có đèn phải không. Nói chung là cái này nó bắt vô cũng cái này nó cứng đó các bạn, cho nên nó khó mà liền lạc lắm nha. Chỗ này nó cũng hở nè, nhưng dưới đây nó nhỏ hơn nè. Đó, bốn cái vỏ thấy chắc cú rồi phải không. Ok, ôi ôi cái quạt nước của nó hết hồn luôn nè. Cái kiến mà từ đây mà lên tới trên cơ, cái quạt nước của nó dài nha. Cái quạt nước là ô mà có một cây ha, hai cây chứ, một cây à, một cây quạt nước à, dài từ trên xuống dưới luôn nè. Kiến đạn bắn không lủng nha, kiến này là đạn bắn không lủng. Rồi ở trong á, cái vô lăng của nó là hình chữ nhật các bạn. Rồi chiếc này dài nè, chở đồ đã đó nè, nhìn cái chân của nó. Rồi ôi chiếc này quá bự luôn á, coi nó đậu kìa, nó dư một khúc của trong mặt kính đó các bạn. Không nè, cái chỗ này nè, ở trước cái lùi có một xíu mà anh lui nè, từ ngay cái bánh này lui ra sao nè, dài quá trời luôn rồi. Wow, rồi đây là của Asian, chỗ châu Á ở nhiều.